Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 21 tháng 6 năm 2023 với đề tài đó là tỉnh thức để giáng họa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, y dốc của chúng con, sau một ngày chúng con làm việc với những tất bật, những vấn đề của cuộc sống, cảm ơn Chúa ngài cho chúng con được bình an, cho chúng con được sống động trên đất. Và giờ này chúng con học là của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh ngài ở cùng ngài giúp chúng con. Con ao ước rằng chính mình con cũng như những người học bài học này đều nhận được bài học cho riêng mình, ích lợi cho đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta học ở trong Jeremy đoạn 44 từ câu 20 đến câu 30. Jeremy bèn nói cùng cả dân sự, đàn ông, đàn bà và mọi kẻ đã trả lời cho người như vậy rằng: các ngươi cùng tổ phụ các vua, các quan trưởng của mình và dân trong đất đã đốt hương trong các thành Juda và trong các đường phố Jerusalem. Đức Giê-hô-va há chẳng đã nhớ lấy và đã ghi trong ý tưởng ngày sau vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm, nên Đức Giê-hô-va không chịu được nữa. Vì vậy, đất các ngươi sẽ trở nên hoang vu, gỡ lạ và sự rủa xả, chẳng có ai ở như có ngày nay. Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va và không bước theo luật pháp, mạng lệnh và sự dạy dỗ của ngài. Nên ta vạ này đã đến cho các ngươi như có ngày nay. Jeremy lại nói cùng dân sự và mọi người đàn bà rằng: hỏi cả dân Juda hiện ở trong đất Egypto, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: các ngươi và vợ các ngươi đã nói ra từ miệng mình và lấy tay làm trọn điều mình đã nói rằng: thật, chúng ta sẽ làm thành lời mình đã khấn nguyện, đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy các ngươi khá giữ vững lời nguyện mình và làm trọn lời nguyện. Cho nên, hỡi cả dân Juda hiện ở trong đất Egypto, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: này ta lấy danh lớn mình mà thề, trong khắp đất Egypto sẽ chẳng có một người Juda nào còn mở miệng xưng danh ta nữa, mà rằng thật như Chúa Giê-hô-va hằng sống. Này, ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước. Mọi người Juda ở trong đất Egypto sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao, đói kém cho đến đã diệt hết. Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao từ đất Egypto trở về trong đất Juda, và mọi người Juda còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Egypto này, thì sẽ biết lời nào được nghiệm, lời của ta hay là lời của chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: này là dấu mà các ngươi bởi đó biết ta sẽ hình phạt các ngươi trong nơi này, để các ngươi biết rằng lời ta phán về tai họa các ngươi chắc ứng nghiệm. Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ phó Pharaôn Hophra, vua Ai Cập, trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia vua Giu-đa trong tay Nebuchadnezzar. Vua Babylon là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia. Cảm ơn Chúa, đó là phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Bây giờ chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ trong câu 27: này, ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước. Mọi người Juda ở trong đất Egypto sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao, đói kém cho đến đã diệt hết. Câu hỏi suy gẫm. Trước sự cứng lòng và ngoan cố của dân Juda, tiên tri Jeremy đã nói gì với họ? Khi Đức Giê-hô-va không chịu được nữa, ngài sẽ làm gì? Bài học Chúa luôn tỉnh thức để giáng họa cảnh tỉnh chúng ta điều gì? Dân Juda đã bất tuân mạng lệnh Chúa, quyết định đi theo ý riêng mình, đốt hương, làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Đó là những điều hung ác và gớm ghiếc trước mặt Chúa. Vì thế, tiên tri Jeremy cho dân Chúa biết rằng Đức Giê-hô-va đã nhớ và đã ghi trong tâm trí ngài những sự cứng lòng, ngoan cố và tội lỗi tột cùng của chính họ cùng tổ phụ, các vua, các quan trưởng mình và dân trong đất. Khi
khi đến thời điểm Đức Chúa Va không chịu được nữa như trong câu 21 với câu 23, Ngài sẽ lấy danh vĩ đại của Ngài mà thề rằng sẽ có sự hủy diệt hoàn toàn dành cho mọi người Giuđa trong đất Ai Cập, trừ một ít người sống sót để trở về quê hương. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúa sẽ tỉnh thức để giáng họa cho họ như câu 26 và câu 27. Dấu hiệu để biết chắc chắn những điều Đức Chúa Va phán sẽ ứng nghiệm là Ngài sẽ phó Pharaon Khofra, vua Ai Cập, trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia vua Giu-đa trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia, như câu 30. Dân Giu-đa trú ngụ trong đất Ai Cập có vẻ như thật an lành, no đủ và sung túc, chẳng thấy tai vạ gì, nên họ tiếp tục thờ thần tượng gớm ghiếc và ung dung hưởng thụ. Họ không quan tâm đến những lời răn dạy của Chúa qua tiên tri Jeremy và cũng không hề chú ý đến lời cảnh báo rằng lòng nhân từ nhẫn nhục của Chúa có giới hạn. Đến một thời điểm Chúa không chịu được nữa, sự đón phạt sẽ đến với họ. Khi đó bài học Chúa luôn thức canh để giáng họa họ học được nhưng đã quá trễ. Ngày nay chúng ta nhận được rất nhiều lời hứa trong Kinh Thánh, đồng thời cũng không ít những lời cảnh báo. Nhiều người biết mình làm sai mà chẳng thấy sự đón phạt nào cả, nên cứ khinh lờn lời dạy của Chúa. Đi nhà thờ nhưng vẫn cứ quyết định làm theo ý riêng mình, lại làm tôi ma môn nữa. Những gì chúng ta đã làm, Đức Giê-hô-va đều nhớ và khắc ghi trong tâm trí Ngài. Hãy coi chừng, nếu chúng ta cứ ngoan cố đi theo đường riêng của mình, thì đến một thời điểm đón phạt, chúng ta sẽ không có cơ hội để ăn năn. Gương xấu của dân Giu-đa cảnh tỉnh chúng ta. Hãy luôn bước đi bởi đức tin, vâng phục trọn vẹn lời Chúa dạy. Vì sao vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Hebrew đoạn 10 câu 31. Dạ. Mình thấy cái câu chuyện này đã xảy ra với dân Giu-đa khi mà họ bội nghịch, họ đi thờ thần tượng, thờ nữ vương trên trời, rồi làm lễ quán, rồi dân của một cách gớm ghiếc. Mà họ lại còn nói đó là khi mà họ làm như vậy, họ lại được thịnh vượng, họ được sung túc, họ được hạnh phúc. Còn khi mà họ đi theo Chúa đó, thì họ lại gặp những cái sự khó khăn, gặp cái tai ương. Ngày hôm nay đó, đây chính là cái điều mà chúng ta lưu ý. Ngày hôm nay dễ lắm, chúng ta là những người bước theo Chúa, chúng ta vẫn nhìn và chúng ta vẫn chọn một cái cách nào đó để mình cảm thấy mình thuận lợi, mình thoải mái. Nghe lời của Chúa, đụng đến cái chỗ nào mà chúng ta đang phạm tội thì chúng ta tìm đủ mọi cách để né tránh. Lời của Chúa nhắc cho chúng ta về sự nhóm lại, về sự trung tín, về sự chúng ta phải làm công việc của Chúa thì chúng ta không có muốn nghe. Chúng ta chỉ muốn nghe lời của Chúa nói rằng ô chỗ này được phước, chỗ kia được phước, làm vậy được, sẽ được. Và dường như chúng ta chỉ muốn nhận cái điều gì đó mà gọi là được, nhưng mà phần mình thì không có muốn làm. Xin Chúa giúp. Chúng ta dường như muốn nghe những cái lời tiên tri giả, những cái lời xuôi theo cái xác thịt, xuôi theo ham muốn của loài người. Và những chỗ nào mà nói đến tội lỗi, nhắc nhở, ăn năn, cảnh tỉnh, răn dạy thì mình lại không muốn nghe. Có không của chương trình? Có đó. Rồi đôi khi mình biện hộ, biện minh, rồi mình ngụy biện, rồi mình coi như là cố giải Kinh Thánh theo cái chiều hướng để phục vụ cái nhu cầu lợi ích riêng của mình, gọi là gượng giải đó, cố gắng giải thích sao để phục vụ cho cái nhu cầu của mình. Xin Chúa thương xót, vì nhiều khi mình không phải là một cái người đi thờ nữ vương ở trên trời, nhưng mà mình đi tôn thờ một cái đường lối công việc làm ăn, một cái gì đó của mình, gạt bỏ Chúa qua bên mà cho rằng tôi làm như vậy tôi vẫn được phước mà, tôi làm như vậy tôi được bình ổn mà, tôi đang ăn nhàn thoải mái mà, có cần phải cầu nguyện gì đâu, có cần phải đi nhà thờ gì đâu, có cần phải đọc Kinh Thánh gì đâu. Rất nguy hiểm. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Có thể nhiều người nói rằng không có đâu, tôi đang đi theo Chúa tốt lắm. Thì đây chính là cái sự nhắc nhở.
để một ngày nào đó mà chúng ta dường như muốn tẻ tách sang một cái con đường khoảng khoác, một cái con đường mà nó dẫn đi đến thành công nhưng mà lại đi xuống ngõ ngục, thì mình phải biết dừng lại để quay trở lại con đường hẹp, con đường khó khăn nhưng mà dẫn đến nẻo sự sống. Cuối con đường đó là nơi chúng ta được ở với Chúa một cách vui vẻ, hạnh phúc đời đời. Cảm ơn Chúa. Lại hôm vừa rồi lại cùng với mấy anh em đi đến Hội Thánh Tân Hòa, thì lúc mà đi thì cái xe bị kẹt và lại kẹt xe lúc mà di chuyển đến bến xe Miền Đông, thì lại ngồi ở trên xe thì lại thấy một cái tượng rồi ghi là nữ vương trên trời, ghi rằng là nữ vương trên trời là ban phước gì đó, nói chung là không có nhớ chi tiết cái câu đó, nhưng mà lại đã thấy người ta thờ nữ vương ở trên trời. Và đâu đó bắt đầu người ta đang diễn giải Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Mẹ, Mẹ Jerusalem ở trên trời đó. Rồi còn diễn giải theo cái cách đó là phải có nam, có nữ, có âm, có dương mới sinh ra được, nói thế này thế kia. Tà giáo, mình thấy nó rõ ràng là tà giáo, nhưng rất là nhiều người đã tin, thậm chí thờ, thậm chí ngay cả ở trong xe taxi, xe Grab có để luôn cả một cái tượng nữ vương ở trên trời ban phước thế này thế kia. Mình có bao giờ nghĩ rằng dân Juda họ đi thờ nữ vương ở trên trời đó, rồi họ làm những cái điều gớm ghiếc, họ cúng tế rồi họ đốt hương làm lễ quán cho nữ vương trên trời không? Mình không có nghĩ ra đâu. Bởi vì đó là một dân được chọn, được tuyển, được dạy dỗ rất là kỹ, và họ thấy phép lạ Chúa làm khi mà cho họ được qua biển đỏ, rồi qua sông Giô Đanh, rồi biết bao nhiêu cái thế hệ truyền dạy, rồi họ chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Mình nghĩ rằng ồ, chắc là dân sự này họ sẽ mạnh mẽ trong đức tin lắm. Nhưng rồi họ đã làm lễ quán và thờ nữ vương trên trời. Họ còn lý giải rằng khi mà tôi làm những cái điều đó, tôi thắp hương cho nữ vương trên trời, tôi thờ những thằng đó, thì chúng tôi được giàu có sung túc, còn đi theo Chúa là chúng tôi lại gặp hoạn nạn thế này thế kia. Hậu quả kinh khủng lắm. Cho nên ai trong chúng ta đang đứng hãy giữ mình kẻo ngã, vì chính dân Israel mà còn ngã như vậy, dân Juda họ còn ngã như vậy, thì huống chi chúng ta. Satan nó kinh khủng, nó là kẻ lừa dối kinh khủng. Và dễ lắm, nếu chúng ta không ở trong Chúa, chúng ta sẽ ngã. Đừng nghĩ rằng mình có thể thắng. Hãy cầu nguyện thật nhiều, nhất là trong giai đoạn này, để Chúa gìn giữ đức tin của chúng ta, gìn giữ sự hiệp một của chúng ta, gìn giữ nhóm yêu thương, gìn giữ hội thánh địa phương của chúng ta. Từ đầy tớ của Chúa, những mục sư cho đến tín đồ, cho đến những người chấp sự, hãy nhớ tất cả chúng ta, Satan đều muốn sàn sải hết. Cho nên chỉ ở trong Chúa thôi, ngay cả mục sư hay bất cứ ở chức vụ nào, ở cái sự giỏi nào, thì Satan nó vẫn có thể tấn công. Mỗi xe còn có lúc mỗi tay. Hãy nhớ điều đó để nhờ cậy nơi Chúa. Và hãy giúp nhau, hãy nâng đỡ những cánh tay của nhau, hãy cầu nguyện cho nhau và nài xin Chúa gìn giữ chúng ta và giúp cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Là tin rằng mỗi một chúng ta sẽ nhận ra bài học mà Chúa đang nhắc nhở chúng ta. Có điều gì chúng ta đang được Chúa nhắc nhở, hãy đáp ứng với lời của Chúa. Xin chúng ta cùng đọc cái phần câu hỏi của bài học. Có điều nào bạn cần ăn năn, thay đổi sau khi học bài học này không? Bạn có quyết định gì với Chúa? Hãy đến với Chúa và hãy cầu nguyện với Chúa. Xin ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin cho con luôn ghi nhớ rằng Ngài đang tỉnh thức giữ mọi lời phán của Ngài để làm trọn, hầu cho con luôn nương mình nơi sự thánh tín của Ngài và luôn cẩn thận gìn giữ đời sống để không phải nhận sự đón phạt từ Chúa. Chúa ơi, con biết Chúa là đấng hiện diện. Chúng con thường dễ ngươi, chúng con thường coi thường những sự dạy dỗ của Chúa. Chúng con thường nghĩ rằng Chúa yêu thương mà chúng con lợi dụng sự yêu thương đó, nhưng mà chúng con quên rằng Ngài là một Đức Chúa Trời thánh khiết kỳ tà.
Chỉ bởi huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra chuộc tội chúng con, và chúng con ăn năn tiếp nhận Chúa Giêsu, tiếp nhận sự chết của Chúa Giêsu làm cứu Chúa của chúng con, xưng tội mình ra thì Chúa mới tha thứ cho chúng con. Vì chúng con không xứng đáng để được tha thứ. Xin Chúa nhắc nhở từng người trong chúng con để chúng con ý thức điều đó, chúng con luôn giữ đức tin, chúng con luôn biết rằng Chúa Giêsu, và chúng con luôn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của chúng con. Và xưng ra những lỗi lầm để Chúa tha thứ chúng con. Xin giúp chúng con. Chúng con cần Chúa, con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.